chào các bạn, hôm nay mình cùng với những người bạn đến một cái trường bắn súng ở gần chỗ mình ở. Cũng không gần lắm, cách chỗ mình ở khoảng 30 phút. Ở đây là một cái outdoor shooting range. Mọi người mà sẽ mang súng của mình tới đây để tập bắn. Khi mình tới đây là có rất nhiều người tới đây thì sẽ vào. Mọi người đang bắn. Đây là nơi không dành cho những người yếu tim. Gãy nó xúc. Gãy luôn. Xúc ra thì gãy được. Gãy. Súng cứng không? Cái đồ đeo này. Trời, mua chi nhiều dữ vậy ta. Đây toàn súng hạng nặng không các bạn. Nếu không chơi súng ngắn. Toàn là rifle. When you're shooting with a laser, I was so focused on the laser I forgot it was attached to a gun. Well, it's not even that. You're gonna really understand this when you shoot it or not. It does feel like a video game. Keep going long. Okay, cái tập nhắm trước, hold like Đánh có quay giùm em được không? Gần trúng hồng tâm luôn á. Thì trúng hồng tâm luôn rồi chứ gần gì nữa. Hay quá. Black eyes. Nè, trong này là vòng 10 nè. Ba cái vòng 10. Đổi đi. Phun xài, phun xài. Cái chuyện chơi gắn cái mới. Đó, không có còn bắn nữa, con còn không được, okay, let's go. Cái này anh bắn hơi bị ghê luôn á, bao nhiêu viên nó vô một chỗ. Mà chỉnh nó qua bên này nó không chịu qua, bực mình. Dạ, nó bắn xéo qua. Thì, nhưng mà anh phải nhắm qua. Lúc anh nhắm anh phải xéo qua đây nè. Anh không hiểu là sao, chụp giùm anh đi, chụp giùm anh đi. Đây, bây giờ mình coi kết quả của bắn của mình đây. Trời ơi, buông tay. Ghê không? Cái này gần như là về ngay trúng hồng tâm luôn nè. Xíu vào cái này sát luôn nè ha. Giữ. 50 mét á. Man. Sao phải để xa hơn, phải để 100 mét được. Có để xa hơn không? Chơi luôn. Này phải outro. Này cảm nghĩ sao Long? Cảm nghĩ là bắn súng sao? Quá đã luôn mọi người. Quá đã luôn hả? Chúng là điểm 10. Lên nhìn nhau. 10 trên 10 đúng không? Good comeback đúng không? Chú Cường để giữ cho khóa mà. Quá dữ. Mọi người nhìn đây nè.